Nhờ tất cả mọi người, Tết đã rất là cận kề rồi. Và những ai mới sắm cho mình một chiếc máy ảnh hẳn rằng đang rất là bối rối vì Tết này làm sao để sở hữu những tấm hình đẹp. Và đặc biệt, nhiều bạn bè chắc chắn sẽ nhờ vả bạn chụp cho họ những tấm hình tại những con đường phố hoa xuân. Vậy thì trong video clip tuần này, Đinh sẽ chia sẻ tất tần tật những cái kinh nghiệm của mình có được. Cảm ơn các bạn đã quay lại với channel của Danny. Hiện tại Danny đang ở một phòng chờ máy bay ha. Gia đình chuẩn bị bay về quê rồi. Nhưng mà sáng nay sau khi tranh thủ chạy ra cái đường phố hoa gần nhà để chụp hình thì thấy mình phải làm ngay và luôn một video clip chia sẻ các kiến thức căn bản nhất. Từ qua một buổi sáng quan sát thì rất là nhiều bạn rất là bối rối tại cái bối cảnh khi mà chụp tại cái đường phố đi bộ. Và nếu là đây là lần đầu tiên bạn tới với channel, hãy đừng quên like và sub, click thêm cái chuông nữa nha để theo dõi những video tiếp theo của Danny chia sẻ về nhiếp ảnh. Còn ngày hôm nay sẽ là những cái kinh nghiệm mà bạn chắc chắn sẽ có hình đẹp tại các đường phố đi bộ hoa. Kinh nghiệm đầu tiên đó là khoảng thời gian nào tốt nhất để chúng ta sẽ có những tác phẩm tuyệt vời. Thì Danny khuyên các bạn hãy tới những cái địa điểm đó càng sớm càng tốt. Nhưng mà sớm vừa vừa thôi, tầm 7 giờ trở đi. Thứ nhất cái đó là cái khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ thì ánh sáng sẽ đẹp và dễ chịu hơn rất là nhiều. Nếu mà khoảng thời gian ở tầm 11 giờ và 12 giờ ha. Rồi khoảng thời gian ánh sáng đẹp nữa ở vào buổi chiều. Nếu như các bạn không dậy sớm được á thì các bạn có thể dời đi vào buổi chiều tầm 3 giờ đến 5 giờ là khoảng thời gian đẹp để chụp ha. Tuy nhiên nên vẫn khuyên các bạn thì hãy nên đi sớm một chút xíu, đi vào buổi sáng thay vì đi vào buổi chiều. Vì khi mình đi sớm á, thì cái đường hoa nó sẽ vắng hơn, sẽ dễ dàng cho các bạn thoáng hơn trong cái việc chụp hình, thay vì là phải chen lấn chờ đợi rất là lâu ha. Kinh nghiệm thứ hai đó là về camera và lens. Thì thực tế crop và full frame các bạn đều sẽ có ra những tấm hình đẹp. Ra đừng lo lắng nếu mà mình chỉ sở hữu một máy crop. Tuy nhiên điều các bạn cần quan tâm đến ở đây đó là cái lens. Các bạn sẽ sử dụng lens nào để dễ dàng thao tác ở những cái đường phố hoa này. Thì Danny xin chia sẻ đó là với cái việc chụp hình ở những khu vực đông người như vậy thì chúng ta cần cái sự đa dụng. Thì nếu các bạn có những cái lens như là 24-70, 24-105 trên full frame, hoặc là 18-55, 16-55, hoặc là như cái Danny đang có ở đây là 16-80, là những cái lens rất là đa dụng, có tiêu cự rộng đến tele, hoàn toàn thích hợp để chụp hình tại cái không gian phố hoa này. Là vì sao? Tại vì có thể nói là tại phố hoa nó rất là chật hẹp. Và nếu mà các bạn cầm theo cho mình những ống tele 70-200, những ống chuyên chụp chân dung 85, và đặc biệt những ống kiếm phích thì sẽ rất là khó nha. Khó ở đây là vì sao? Tại vì cái không gian nó chật mà các bạn đứng 85 thì các bạn phải đứng rất là xa mẫu và cái người cản trở người khác đi qua đi lại. Thì đó, thành ra những cái ống kiến 16-80, 24-70 sẽ là những cái ống kiến hợp lý hơn cho các bạn những cái khung toàn. Xong sau khi mà đã có những khung toàn, cái không gian đẹp của hoa rồi, chúng ta sẽ zoom cận vô xóa phông một chút xíu ở cái đầu tele. Lưu ý điều này nha. Bây giờ mình sẽ tới đến cái phần chế độ giả lập màu sắc ở trên máy ha. Thì đa số chúng ta sẽ chụp hình người thì việc chụp ở những cái chế độ như là standard hay là Pro VR trên máy Fujifilm hay những cái chế độ chân dung thì cũng đã ok. Tuy nhiên các bạn vì cái không gian của chúng ta nó là một cái không gian rất là nhiều màu sắc, có rất là nhiều hoa, cho nên là một cái chế độ màu sắc thích hợp hơn để việc chụp hình ở những không gian này đó là chế độ Velvet hay Vivid, tùy mỗi một cái hãng sẽ gọi khác nhau. Thì đây là cái chế độ sẽ thích hợp để chụp
lúc này là chúng ta sẽ sử dụng cái vòi vịt này. Tuy nhiên nếu mà trường hợp máy bạn một lý do gì đó cái màu sắc nó đang quá rực rỡ khi ở cái chế độ này, thì mình có thể vô tùy chỉnh giảm lại cái độ saturation xuống một chút xíu, 1 bậc 2 bậc là bảo đảm ngon luôn. Và tiếp theo sẽ là cái việc cái chế độ chụp ha. Thì ở những cái hoàn cảnh này thì Danny khuyên các bạn nên set ở chế độ chụp A hoặc là AV. Thì nếu mà chụp ở chế độ A hoặc AV thì các bạn sẽ chịu khó exposure compress để xuống 0 hoặc cộng thêm một EV một chút xíu ở với những trường hợp ngược sáng. Còn đa số thì các bạn sẽ ok hơn, bình thường đã ok rồi. Tuy nhiên các bạn nên lưu ý sẽ để ở chế độ đo sáng ở cái máy fixed standard á. Thì như là cái máy Fuji của Danny ở đây thì là đang để ở đây nè. Hy vọng sẽ thấy ha. Rồi. Và nếu mà các bạn cảm thấy tự tin hơn với cái việc sử dụng cái máy của mình thì các bạn có thể thử trải nghiệm chụp ở chế độ M. Và đừng quá lo lắng vì Danny sẽ chia sẻ cho các bạn những cái thông số chính xác luôn. Ví dụ ISO các bạn sẽ set ở tầm 400, khẩu độ ở 5.6, còn lại tốc độ thì các bạn sẽ bắt đầu bằng 250. Nếu như các bạn chụp hình cảm thấy là hình nó hơi bị tối ở trong lúc mà ngược sáng thì chúng ta có thể giảm xuống 125 hoặc 60. Trường hợp hình thuận sáng thì chúng ta sẽ tăng cái tốc độ lên cỡ 500 và 1000 ha, quá đơn giản phải không ạ? Và bây giờ đến cái việc hướng dẫn người mẫu, đặt người mẫu vô đâu cho đẹp. Thì với những người mới thì Danny khuyên các bạn nên chọn lựa đặt người mẫu sao cho gọi là thuận sáng. Thuận sáng ở đây là ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vô người mẫu ha. Thì Danny cá các bạn luôn, chắc chắn các bạn sẽ có tấm hình sắc nét rực rỡ màu sắc ha. Và những thông số Danny vừa nói hồi nãy là đảm bảo là ngon luôn. Tuy nhiên sẽ có một số không gian Danny, một số bối cảnh thì sẽ hợp lý hơn trong cái việc chụp hình ngược sáng ha. Thì với cái ngược sáng thì các bạn nên lưu ý cái hậu cảnh một chút xíu, là vì khi hậu cảnh á, nó quá sáng hơn cái các bạn nên lựa cái hậu cảnh của mình tối và lựa gối vô cái gốc cây hay cái gì đó tòa nhà, thay vì gối lên cả một bầu trời thì chắc chắn á, cái hình các bạn sẽ không có được đẹp. Còn khi mà các bạn gối đúng vào một cái background đó tối nó vừa đủ thì cái ánh sáng trên mặt người mẫu bạn sẽ rất là dịu và đồng thời có được cái ánh sáng ven rất là đẹp ha. Nếu như mà các bạn là những user hơi advanced hơn một chút xíu thì các bạn có sở hữu cho mình những cái đèn flash, thì tại thời điểm này Danny khuyên nếu mà các bạn có những cái đèn flash thì các bạn chỉ có tốt nhất là đánh cái đèn thẳng vô cái người mẫu và giảm cái exposure xuống của cái đèn flash nếu bạn để TTL. Tại vì cái đèn flash tại thời điểm này chỉ có chức năng là fill vô thôi. Nếu mà trường hợp cái ánh sáng đang các bạn không may mắn đi chụp hình vào những cái giờ như là 11, 12 giờ thì lúc đó các bạn phải sử dụng đèn flash để fill vô để cái hốc mắt nó đừng có lộ rõ quá. Thì các bạn xài cái đèn flash speedlight đứng xa gần 2 mét rồi một cái tảng rồi bao lên trên trời thì cái việc đó rất là vô nghĩa ha. Đó. Cho nên Danny đã thấy nhiều người làm điều đó, cái đèn flash bạn không đủ khả năng để tối ưu hóa những cái như là bao lên trời là vì không có gì để phản ngược lại cái ánh sáng, thì đèn flash cũng như cái ánh sáng sẽ không dịu đi nếu mà các bạn có cho mình một cái mask mode và các bạn đang đứng xa gần 1.5 mét đến 2 mét so với người mẫu. Và cái kinh nghiệm, một cái mẹo nhỏ cuối cùng ha, khi mà các bạn tác nghiệp tại những cái phường phố hoa, đó là những cái phố hoa xuân này người ta được thiết kế cho một cái con đường rất là dài, thì các bạn hãy tận dụng cái chiều dài đó. Các bạn sẽ đặt
gói cái background theo cái chiều dài đó thì các bạn sẽ được lợi rất là nhiều trong cái việc xóa phông, thay vì là các bạn đứng ngang ha. Danny tại cái sáng ngày hôm nay thì Danny đã thấy rất là nhiều người chỉ cái đường phố hoa nó không được rộng cho lắm mà cứ xoay chụp hình ngang, đặt người mẫu ngay cái bối cảnh và những cái hình nó ra nó không được ảo diệu, không có một cái độ xóa phông. Là vừa rồi là những kinh nghiệm mà Danny thấy và rồi là những cái kinh nghiệm mà Danny cảm thấy rất là cần thiết cho các bạn nên có khi mà chụp hình. Rồi là những cái kinh nghiệm mà Danny cảm thấy cần cho các bạn nếu như các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm chụp hình tại đường phố hoa. Danny chúc các bạn sẽ có nhiều hình đẹp Tết này nha. Và đừng quên like và sub vì video clip này hữu ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có nhiều hình ảnh đẹp.